Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chia sẻ câu chuyện về cha của cháu bé 8 tuổi. Vừa qua thì cộng đồng mạng cũng như là tất cả bà con trong và ngoài nước đều quan tâm tới cái câu chuyện này. Phải nói là cái sức chịu đựng của người mẹ hết sức là đau lòng quý vị khán giả. Không thể nào mà tưởng tượng nổi một cái cảnh mà vợ chồng chia tay rồi một người đàn ông Nguyễn Kim Trung Tờ 36 tuổi ngụ tại quận 1 là cha của cháu A. Trong cái thời gian qua thì một người cái đàn ông này phải nói là họ vô tâm, vô can, không có cái cách bảo vệ con mình. Và đồng thời người đàn ông tên là Nguyễn Kim Trung Tờ này, họ không có hiểu được cái nỗi lòng của người mẹ khi mà họ đã chia tay nhau. Và trong suốt cái thời gian dài thì anh Trung này ảnh là cố tình ngăn cản người mẹ ruột của cháu A này đến thăm, cho nên xảy ra cái tình trạng như vậy. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là trong câu chuyện này không có thể nào mà ai có thể là tha thứ hay là bỏ qua cho những cái người trong cuộc. Nguyễn Võ Quỳnh Trang 26 tuổi quê ở Gia Lai và ông Nguyễn Kim Trung Tờ 36 tuổi ngụ quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Họ là tình nhân, họ là cái người thứ ba, Nguyễn Võ Quỳnh Trang là người thứ ba làm tan nát gia đình của anh Tờ. Và mẹ của cháu phải nói là quá đau khổ chịu đựng để ra đi, rồi cho đến một ngày là không có thể nào mà gặp con trong cái giây phút cuối cùng của cháu A. Phải nói là cộng đồng mạng và tất cả những người trên thế giới này, không phải ở như Việt Nam mà trên cả thế giới này, khi mà họ biết được cái câu chuyện này thì họ không thể nào mà tha thứ cho đôi vợ chồng này được. Gọi là đôi vợ chồng nhưng mà họ là ở chung với nhau nhưng mà chuẩn bị kết hôn thưa quý vị khán giả. Đó, nhìn cái cô Trang này mặt mày xinh đẹp đó, bởi vì cái anh Tờ này ảnh si mê cho nên gia đình mới tan nát. Phải nói là trong câu chuyện này không có thể nào mà ai mà kìm được nước mắt khi mà nghe qua câu chuyện của cháu A bị đối xử một thời gian dài như vậy quý vị khán giả. Mấy hôm trước thì cha của cháu A được tại ngoại quý vị khán giả, chỉ có là cái cô con mẹ dì ghẻ này là bị bắt thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì kiến nghị bắt khẩn cấp cha ruột của cháu bé. Đó. Anh này không thể nào thoát khỏi quý vị khán giả, lương tâm của mình cắn rứt mấy ngày hôm nay đó, bây giờ sáng mắt ra chưa? Theo lời kể của một người cô giúp việc trong gia đình đó quý vị khán giả, đẫm nước mắt. Anh Tờ và mẹ của cháu A kết hôn với nhau, họ đã từng yêu nhau, kết hôn với nhau. Khi mà cái cô giúp việc cho gia đình của mẹ cháu A, khi cháu A mới là 4 tháng tuổi, thì cái cô giúp việc này đã làm trong cái gia đình đó, gia đình vợ chồng ấm êm, hạnh phúc. Cho đến là khi niềm vui hơn nữa là khi sinh bé thứ hai là cháu trai, theo quý vị khán giả. Thì gia đình vẫn còn là hạnh phúc êm ấm, gia đình có trai có gái đầy đủ, gia đình cũng khá giả, có công ăn việc làm, có nhà có cửa quý vị khán giả. Nhưng khi sinh bé thứ hai ra, bắt đầu anh Tờ này ảnh đi ra ngoài và bắt đầu là mon men với những người tình xung quanh ở bên ngoài quý vị khán giả. Và kết cục là những người xung quanh đó người ta biết được cái anh Tờ này có bồ có bịch, rồi về nhà gây gổ với vợ con, rồi sinh ra mâu thuẫn càng ngày càng mâu thuẫn càng cao. Cho nên là anh Tờ này khi mà si mê Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995 quê ở Gia Lai, thì lúc đó là gia đình lục đục, anh muốn sống với cô Quỳnh Trang này, cho nên là ở trong gia đình á, anh tìm mọi cách là gây gỗ rồi gây sự với vợ con, rồi đủ thứ mọi chuyện để kiếm cớ để đi ra ngoài. Cho đến một ngày mẹ của cháu A không còn chịu đựng được nữa thì hai người mới ra tòa. Lúc đó tòa án quyết định là cháu A ở với người cha
còn bé trai nhỏ thì ở với người mẹ. Nếu mà khi mà chia tay nhau thì hai người á, tòa đã giao cho hai người là hai đứa con rồi, nhưng làm cha làm mẹ có quyền thăm nom con và có quyền chăm sóc dạy dỗ cho con. Nhưng ở đây cháu của ba của cháu A này á, là một con người phải nói là không thể nào mà chấp nhận được. Trong suốt cái thời gian dài là không cho mẹ của cháu A qua lại thăm nha quý vị khán giả. Mẹ cháu A nhớ con quá, mới tìm mọi cách liên hệ với cái cô giúp việc. Lúc đó là cô giúp việc đi theo ba của cháu A để chăm cho cháu A này. Đó. Thì mẹ của cháu khi nhớ con liên hệ với cái cô giúp việc đó, nhưng mà cô giúp việc đó cổ nói là không dám đưa cháu A cho gặp, tại vì ba của cháu A là cấm tuyệt đối. Như vậy trong cái suốt cái thời gian dài đó là ba của cháu A độc tài, mà ở đây là vô dụng chứ không có cái hữu ích gì trong cái việc bảo vệ con cái mình cả, cho nên là không cho cái người giúp việc đó dẫn cháu A xuống để gặp mẹ. Chính vì vậy trong suốt cái thời gian dài đó cháu A không có biết tâm sự với ai. Đôi lúc những cái hành xử của cái dì ghẻ Quỳnh Trang này không biết tâm sự với ai, nói ra thì sợ là cha, nói ra thì sợ cái cô Quỳnh Trang này ở nhà có những cái hành xử nó không tốt đối với cháu, cho nên đành là nuốt nước mắt vào trong, chịu đựng suốt trong cái thời gian dài như vậy đó quý vị khán giả. Thực sự khi mà ban đầu khi báo chí đưa tin về vụ này, thực sự là khi mà đọc qua chắc có lẽ là mọi người cũng như là Phương Văn không thể nào mà kềm được nước mắt quý vị khán giả, rất là đau lòng. Một người cha mà độc tài vô dụng như này, không biết bảo vệ con mình, thực sự ra cái cảnh hết sức là đau lòng quý vị khán giả. Cũng vì cái người thứ ba, cũng vì con vợ bé, cũng vì con bồ nhí mà làm cho tan nát gia đình đến ngày hôm nay, thì quý vị khán giả thấy trong luật nhân quả nó không chừa một ai đâu quý vị khán giả. Tại vì ác đang tâm vứt bỏ gia đình, làm cho gia đình mình tan nát. Bởi vì khi mà Phương Văn nói ra đây, xin lỗi quý ông, xin lỗi đấng Nam Nhi, ai mà có trong cái hoàn cảnh này phải nên tỉnh táo lại, tỉnh táo ngay từ đầu. Thực sự đi với bồ nhí, những cái con vợ bé, những cái con vợ hờ là nó không bao giờ nó yêu thương con mình, mà các ông tìm mọi cách về hạ cẳng tay, thượng cẳng chân, có những lời lẽ mà vô cùng khó nghe đối với vợ con mình, để tìm cách thoát ra ngoài sống với bồ nhí, sống với con vợ bé. Nhưng mà các ông đâu có biết được những cái con bồ nhí, vợ bé đó, nó đang tâm, nó rứt khỏi mình, ra khỏi cái gia đình của mình rồi, thì nó không bao giờ nó thương yêu con mình và không bao giờ chăm sóc được cho con mình. Ở đây nói cái tiếng gì ghẻ, nhưng có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau nha quý vị khán giả. Đôi khi người ta làm mẹ kế nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình đã chia tay rồi đó, đồng cảnh, người ta thương yêu vì hoàn cảnh của cha con hoặc là hoàn cảnh của mẹ con, cho nên có cái sự đồng cảm, họ về họ gắn bó với nhau, đó là cái tình thương của họ dành cho nhau, nó là thực sự muốn vun đắp, bù đắp lại những gì mà đã mất mát. Thì cái người mẹ kế đó là khác nha quý vị khán giả, họ có tâm, họ có thương. Còn cái người mà dì ghẻ, mà chính những con bồ nhí, những con vợ hờ, con vợ bé, khi biết gia đình của mình còn đang hạnh phúc mà họ nhảy vô để họ giành giật mình ra khỏi cái gia đình của mình, thì chính những cái con bồ nhí, con vợ bé đó là cái loại người mà không bao giờ tốt được. Khi thấy người ta im ấm hạnh phúc mà nhảy vô để giành giật cho được, lấy cho bằng được. Xin thưa với các ông, những cái loại người như vậy, những người phụ nữ như vậy, khi các ông si mê, các ông úp mặt rồi, các ông quên hết tất cả. Những loại người như vậy nó không xứng đáng để làm vợ, mà cũng không xứng đáng để làm mẹ của con mình. Rồi đây, mấy ông thì nói hay lắm, xin lỗi quý vị khán giả, xin lỗi đấng Nam Nhi, nhưng Phương Văn nói đây là nó thực tế, thông qua cái câu chuyện của anh
cháu bé, ba của cháu bé này nói là thực tế những người khi mà si nhê mê con bồ nhí rồi đó, dùng những lời lẽ mà không tả nổi dành cho người vợ của mình, mà trong khi đó người vợ của mình chăm chỉ gia đình, lo cho con cái, chồng con, nhận lại những cái đau thương, những cái lời lẽ không hay từ người chồng của mình, để anh ấy vứt bỏ ra đi vì cái cô là người tình. Bên cạnh đó thì quý vị khán giả thấy là họ không có cái cách để bảo vệ con mình, nói hay lắm, nói tài lắm, vợ tao mà như vậy là 3 ngày tao bỏ, hoặc là vợ tao như vậy là 1 ngày tao bỏ, là hoặc là nói đủ điều. Nhưng mà các ông vướng vào rồi, các ông xin lỗi quý vị, các ông vướng vào rồi làm chọc đầu nuôi, và có những cái trường hợp nhiều cái trường hợp thực tế trong cái cuộc sống đời thường xung quanh mà Phương Văn đã biết được đó quý vị khán giả. Cái người đàn ông nói hay lắm, sống như thế này ABC, một ngày sống được là tao bỏ, nhưng mà khi vướng vào rồi là nuôi cả đời con bồ nhí, con vợ đó nó ở nhà nó nằm nó ăn không, mà làm cho chọc đầu mà nuôi, mà không dám cãi một lời, không dám nói một lời quý vị khán giả. Thật sự Phương Văn chứng kiến nhiều cảnh lắm quý vị khán giả ơi. Họ là họ nói hay lắm, chì chiết mắng nhiếc con vợ của mình để ra đi với con bồ nhí đó, rồi cuối cùng nuôi con bồ nhí thì làm bao nhiêu ăn bao nhiêu, mà trước đây bồ bịch lung tung, vợ nhà thì nói không được, đôi khi có những cái nước mắt của người phụ nữ không thể nào mà nói thành lời quý vị khán giả đó. Thì là họ nói thế này thế nọ để cho cái gia đình tan nát đi, để mong muốn theo cái dục vọng của mình ra đi để sinh sống với người bồ nhí đó quý vị khán giả. Mà chính cái người đàn ông trong cuộc đó, họ si mê, họ úp mặt rồi là họ không bao giờ nghĩ tới cái hậu quả, và không bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà gia đình tan nát, để đến một ngày như hôm nay, như là anh Tờ, ba của cháu bé như vậy, bây giờ mới sáng mắt ra, hay là mù mắt rồi không biết. Những người đàn ông mà đang trong cái cảnh này, hãy xem đây là cái việc làm đó tội lỗi phủ đầy những cái trường hợp mà bỏ vợ nhà đi theo bồ nhí. Cho đến ngày hôm nay, cái con Quỳnh Trang này, cái cô mà vợ bé này, bồ nhí này, có những cái hành sự cho đến lúc mà con mình tàn hơi kiệt sức ra đi như thế, để cho các ông thấy được rằng là các ông tin tưởng, các ông si mê, các ông ngu muội. Những cái loại người đàn ông như bố của cháu Tờ này không thể nào mà cho sống trên cái cõi đời này được. Hãy đi xuống cái nơi mà con nó đã đi, đã đi xuống cái nơi đó mà chuộc lỗi lầm của mình. Và thực sự ai trên cộng đồng này cũng không thể nào mà chấp nhận được những cái hành vi tội lỗi của ba của cháu A và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Quay trở lại cái câu chuyện của cái cô giúp việc chia sẻ trên cộng đồng mạng, cũng như là biết được những cái thông tin mà từ khi là ba của cháu A này quấn lấy cái cô Quỳnh Trang này bồ bịch, để rồi gia đình tan nát như thế kia. Quý vị khán giả thấy cô Quỳnh Trang này đó, mặt cũng tươi tắn, xinh xắn, có ai ngờ đâu trong thâm tâm của mụ dì ghẻ này nó độc ác đến mức độ đó quý vị khán giả. Và người cha này cũng si mê đó, cho đến khi mà không có nhận ra những cái điều mà lạ ở trong gia đình, mà cái cô dì ghẻ này tối ngày nói ngon nói ngọt với bố của cháu A. Cho nên là khi mà cháu A bất lực khi bị cái mụ dì ghẻ này có những cái hành vi như vậy suốt cái thời gian dài mà không dám tâm sự với cha, và người cha thì này thì cũng đã si mê ngu muội đến mức mà cái cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang này nói cái gì nghe cái nấy, không biết những cái thương tích trên người con gái mình như thế nào. Vậy mà cấm mẹ ruột mình, cấm mẹ ruột của cháu bé đến thăm trong cái thời gian dài. Phải chi người cha này đừng có ngu muội, đừng có si mê đến mức độ đó, thì cũng cho mẹ của cháu A này tới lui thăm và đón con về hàng tuần để chơi với nhau đó. Rồi là mẹ của cháu cũng phát hiện được, hoặc là cháu cũng tâm sự với mẹ cháu, thì đâu đến nỗi ngày hôm nay. Và cái người đàn ông không có quan tâm tới cái việc con gái của mình, quý vị khán giả thấy đôi khi người phụ nữ
thì quan tâm con hơn, biết hơn, cùng một giới tính thì biết là vệ sinh chăm sóc cho con và chỉ dẫn cho con như thế nào. Còn ở đây, người cha của cháu A nói chung là cái người đàn ông, họ tâm lý của người phụ nữ nó khác với cái người đàn ông là chăm sóc con gái của mình, kể cả những cái việc nhỏ nhất khi mà chăm sóc về con gái nó cũng khác và cần sự quan tâm hơn. Quý vị khán giả, ở đây là cái người cha này đâu có biết tới cái việc mà chăm sóc con gái đâu. Và đồng thời cái cô mà vợ bé bồ nhí này nói cái gì nghe cái nấy, tại vì cái ông này ông quá si mê, ông quá ngu muội, cho đến ngày hôm nay con ra đi như vậy mới sáng mắt. Và hiện tại thì công ty của cái anh tờ này làm cũng đã thông báo chấm dứt hợp đồng và để cho bên công an giải quyết về cái vụ việc này. Và đồng thời cái anh này ảnh cũng xin cái cô Quỳnh Trang này vào công ty làm chưa quá 2 tháng, quý vị khán giả. Suốt thời gian dài cặp bồ với cái cô Quỳnh Trang này là làm là nuôi cái cô Quỳnh Trang này mới xin việc được 2 tháng. Thì bây giờ công ty cũng chấm dứt hợp đồng của cả hai người đã, để cho hai người này công an xử lý về vụ việc này. Phải nói qua đây Phương Văn cũng như là tất cả quý vị khán giả thành thật chia buồn với gia đình cháu A, và đồng thời mẹ cháu hãy cố gắng lên, còn để cho pháp luật trừng trị. Lỗi quý vị khán giả, khi nói đến đây quá xúc động về cái câu chuyện này, để cho những cái người trong cuộc này, ba của cháu A và cô Quỳnh Trang, phải đền tội xứng đáng, quý vị khán giả. Còn mẹ của bé hãy cố gắng lên, hãy cố gắng gượng lên để còn nuôi bé trai nữa. Phải nói là khi mà đọc những dòng tâm sự hoặc là những cái lời bình luận trên cộng đồng mạng, phải nói quá đau lòng. Ai người ngoài cuộc hoặc là ai biết được câu chuyện này đều quá đau lòng, quý vị khán giả, không cầm được nước mắt. Hiện tại thì Phó Thủ tướng cũng đã nói là không thể nào bỏ sót những người tội phạm trong vụ bé 8 tuổi này, quý vị khán giả. Đó. Bên cạnh đó thì những người mà bảo vệ quyền lợi trẻ em đó, quý vị khán giả, cũng đề nghị những người xung quanh phải có trách nhiệm với những gì mà mình sống trong thực tế. Tại vì trước đây là những người xung quanh ở chung cư đó cũng nghe tiếng khóc, hoặc là có những nghe tiếng là nói chung là không hay, nhưng mà họ vì không muốn liên quan tới gia đình của họ cho nên họ không có báo công an, quý vị khán giả. Giống như chuyện nhà ai nấy làm, họ không muốn liên quan để thêm phiền phức rắc rối cho họ. Phải nói cái cô Quỳnh Trang này, cái mụ dì ghẻ này hết sức là không thể nào mà nói diễn tả được. Rồi đây là ba mẹ có cô này nè, đó, ba mẹ nè, gia đình nè, con cái nè, đó, những cái người mà liên quan tới cái cô này bây giờ mặt úp đi đâu. Đó, bây giờ là hàng xóm láng giềng, là cha mẹ bây giờ cô không dám ra ngoài đường, người ta ném đá, người ta chửi mắng, người ta làm đó, sinh con ra mà không biết dạy, cha mẹ sinh con ra mà không có sự giáo dục cho nên mới đi cọc bồ, mới ly giật chồng người ta như vậy, rồi đến một ngày trở thành một mụ phù thủy, một mụ gì ghẻ ác độc cho đến ngày hôm nay, quý vị khán giả. Trong suốt thời gian dài ba của cháu bé là không cho mẹ gặp mặt, cho đến khi mà bé đã ra đi như vậy rồi là mới cho mẹ của cháu bé hay. Mẹ không còn đứng vững nữa, quý vị khán giả ơi. Quá đau lòng, quá thương tâm. Khi mà Phương Văn nghe được câu chuyện này, theo dõi đó quý vị khán giả, là Phương Văn rớt nước mắt. Rớt nước mắt đôi khi nó nghẹn ngào, không thể nào mà diễn tả hết. Mình là cái người ngoài thôi, nhưng mà mình quá đau lòng chứ huống hồ gì cái người trong cuộc. Nhưng ở đây cái người cha của cháu bé A đó bây giờ mới sáng mắt. Thực sự là không thể nào mà bỏ, không thể nào mà cho cái người đàn ông này tại ngoại được, mà phải đề nghị bắt khẩn cấp, quý vị khán giả. Người này có liên quan, có làm lơ chứ không phải không biết con mình có những cái vết bầm, vết đau trong suốt thời gian dài như vậy. Cho đến ngày hôm nay thì người cha này sáng mắt chưa? Mù luôn rồi, úp mặt ngu quá, bây giờ ngu mù luôn rồi, quý vị khán giả. Và những người đàn ông hiện tại giống như tình cảnh của ba cháu A như vậy thì cũng phải biết bảo vệ con mình và hối hận cũng không kịp. Xin lỗi quý vị khán giả, hôm nay Phương Văn nói lên cái cảm xúc của mình, chắc có lẽ cũng thay mặt cho tất cả những người đang theo dõi câu chuyện như thế này.
cũng nói lên cái nỗi lòng giống như Phương Văn vậy thôi. Đó, ai cũng đau lòng, ai cũng không thể chấp nhận được một người cha như vậy. Và cái cô mụ dì ghẻ Huỳnh Trang này thì phải đền tội thôi. Đó. Khi mà bé đã ra đi như vậy thì cô Huỳnh Trang này cũng phải pháp luật trừng trị ra đi. Và người cha của cháu bé này cũng ra đi. Họ đi xuống cái nơi mà Diêm Dương đó, họ xây tổ ấm. Đó. Họ tin tưởng nhau xuống dưới mà đền tội với con mình. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Phương Văn chia sẻ cái nỗi lòng của mình cũng như là những cái điều mà bức xúc của cộng đồng mạng hiện nay đang theo dõi câu chuyện này. Phương Văn xin khép lại và sẽ có những cái thông tin mới, có những cái chia sẻ mới đối với cái câu chuyện này và cùng với quý vị khán giả. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.